những cái mà vật tư, làm những cái phụ kiện trong nhà bên chủ đầu tư bàn giao rất là kỹ. Khi mà chị mua căn hộ là nói là sau này căn hộ có những cái đó thì là khi mà chị nhận là có đúng như vậy, thì chị thấy các tiện ích ở đây là nó đầy đủ y chang khi mà chị xem dự án. Khi anh lựa chọn căn hộ á thì anh thấy là cái mức độ an ninh nó sẽ đảm bảo cho gia đình anh có con nhỏ. Giống như thường thì anh thấy cái nhà phố anh á thì thường sẽ có những người lặng quẳng lai, họ đi tới đi lui, họ sẽ giáo giác trước cửa nhà. Còn ở trên căn hộ thì mưa không tới đầu, nắng cũng không tới chân luôn. Cơ sở thiết bị khi mình nhận nhà thì mình cũng rất là hài lòng, và mình có con nhỏ nên là cái khu tổng hợp này có rất là nhiều những cái khu vui chơi giải trí, ví dụ như hồ bơi hoặc là những cái khu vui chơi cho em bé. Mình thấy cái phòng tiện ích team là một trong cái phòng mà mình rất là yêu thích, và cái trang thiết bị khá là hiện đại. Mình rất là hài lòng về cái không gian sống hiện tại ở đây. Tính đến thời điểm hiện tại ấy, thì không gian sống ở Sea Sky View thì anh thấy cũng khá là ổn và nó khá là phù hợp với cái gia đình của anh hiện tại. Chị thì mua có một căn à, nhưng mà ba anh em tụi chị thì có mua ba căn này. Nói chung là tiện ích của chung cư thì chị rất là thích, là bởi vì nó như ông xã chị á, là người ổng làm việc thành phố cuối tuần mới về đây, nhưng mà cái thứ sáu là ổng ở về sớm để ổng vô ổng thưởng thức những cái sinh hoạt chung. Tất cả cái hàng quán đồ chỗ mà chơi cho giới trẻ giống chị á thì là ở Chánh Nghĩa hầu như là nhiều, tại vì phòng của mình á thì chị thấy cách âm cũng tốt nên là vô trong đây thì chị thấy không có ồn giống như mình ở nhà mất tiền ngoài đường á. Về căn hộ thiết kế thì cũng rất là thông minh, có ban công, phòng ngủ thì nó rộng, bên mình có nó cái sàn gỗ thì nhìn nó đẹp. Nói chung là khi mà nhận cái nhà mới nhận xong á thì mình đã thấy thích rồi. Serene là một công ty đang định hướng phát triển ở khu vực Bình Dương. Khi về đó là anh Cường là chủ tịch hội đồng quản trị, cũng là một hình mẫu mà anh rất là yêu thích. Skyview cũng là một bước đang tinh thần mà để phát triển ở khu vực Bình Dương nên anh chuyển lựa chọn. Với cái khu vui của Skyview là có hồ bơi, rồi có khu vui chơi cho trẻ em. Đấy, thì những cái này hiện tại là rất là phù hợp với bé nhà anh và bé rất là thích. Đối với những phụ huynh trẻ thì khi mà đáp ứng được cái nhu cầu môi trường sống cho con nhỏ là cũng thấy là phù hợp với bản thân mình rồi. Khi chung cư Skyview đặt trên cái mảnh đất của khu dân cư Chánh Nghĩa thì ngay ban đầu là chị tham gia liền, bởi vì cái vị trí đất này là chị rất là thích. Đường xá rộng, thứ hai là con người ở đây là công chức, thành ra cái đời sống cũng văn minh. Từ C Holding thì chị thấy là uy tín vì bàn giao cái dự án đúng như là cam kết, bảo vệ thì cũng thân thiện. Rồi bên ban quản lý thì chị có cái yêu cầu gì, là cái gì mà chị không biết thì cũng có giải đáp cho chị. Thực tế so với cái lúc mà chị được nhận thì cái số lượng bàn giao nó nhiều hơn rất là nhiều. Ví dụ giống như có luôn cả telecom nè. Rồi cái thứ hai nữa là cái an ninh á, khi mà lên được tới nhà của mình cũng khá là ổn. Thì đó là những cái mà chị cảm thấy rất là đặc biệt. Và lúc mà bàn giao như là kể cả bếp hay là tất cả mọi thứ á, thì kệ bếp và gần như là hoàn thiện, là cơ bản đầy đủ. Nó khác hơn so với những cái dự án mà trước đó chị đã lựa chọn. Mình thấy rằng là với chủ đầu tư thì khá là tốt, bởi vì các dịch vụ khi mà mình làm các thủ tục giấy tờ cho đến khi mình dọn về ở thì mình thấy rất là ok và uy tín, đúng với tiến độ mà bọn mình mong đợi khi nhận nhà. Các bạn bên ban quản lý hỗ trợ gia đình nhà mình rất là tích cực, rất là hài lòng. Hiện tại với chất lượng của Sea Skyview thì anh cảm thấy tin tưởng với chủ hộ đầu tư Sea Holding của mình ấy. Về hàng xóm ở đây thì có những cái gia đình gọi là khá là tương đồng về cái câu chuyện của gia đình của anh. Thành ra là anh cảm thấy là cũng khá là hòa hợp. Những các bạn mà phục vụ đây thì chỉ rất là ok. Tức là từ bảo vệ cho đến các bạn tiếp tân, đội ngũ kỹ thuật. Sea Riverview là chị cũng có nghe rồi. Dự án đó là cũng lạ đó, tại ở Bình Dương chưa có cái căn hộ nào mà cái view sông Sài Gòn hết em. Thì nếu như mà căn hộ dự án đó xong thì chị sẽ đi coi. Còn nếu mà cũng có nhiều tiện ích như Sea Skyview thì chị sẽ giới thiệu cho ba mẹ chị về nó. Cái đây là cái mình trải nghiệm thực tế thì mình thấy rằng là chắc chắn một điều rằng càng về sau thì những cái mà họ cải thiện sẽ càng sâu có những cái ban đầu, thì chắc chắn cái Sea Riverview đó thì chị nghĩ sẽ có tốt hơn nữa. Thì anh chị cũng đang nhâm nghe đến bên đó, cũng đang hỏi, cũng đang coi các dự án bên đó để mà mình có những cái bước tiến tiếp theo trong tương lai. Anh cũng sẽ có thể là anh tham khảo thử xem cái dự án nó có phù hợp với mình hay không, để có thể cân nhắc đầu tư hoặc là có thêm một cái môi trường sống. Và với cái điều kiện mà nếu mà mình có nhu cầu về mua những cái căn chung cư tiếp theo của chủ đầu tư thì mình nghĩ rằng là mình sẽ tiếp tục, và mình cũng rất là cảm ơn
vì cái dự án đưa ra mình thấy là rất hài lòng, và giá cả hiện nay thì mình thấy là rất là ok.